Em xin chào tất cả mọi người ha. Và với cái tiêu đề hôm nay á thì em cũng xin cập nhật lại những cây vạn thọ mà em đã trồng trong thời gian ha. Và em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian qua đã theo dõi những video của em ha. Thì trong những lần bình luận ha, em cũng có thấy cô chú anh chị, và trong đây là cũng trong trong những cái clip của em xem thì cũng có những cô chú anh chị lớn tuổi ha, là trong những lần em quay clip thì có những vấn đề gì về cái giọng nói của em ha. Đôi khi em làm clip thì trong đầu em, nói chung là những kiến thức gì ở trong đầu của em á thì có bao nhiêu thì em đều tuôn ra hết ha, không có giữ lại. Thì em làm cây nói chung có nhiều là em chia sẻ nhiều. Còn vấn đề về cái chữ hán hán ăn, và đôi khi em cái cách nói chuyện của em nó hơi lớn tiếng ha. Thì cũng mong cô chú anh chị góp ý và cũng thông cảm bỏ qua giúp em ha. Tại vì nói chung chắc tại cái tánh của em nó vậy ha, cái tánh và cái giọng nói của em như vậy. Rồi em hôm nay em vào thẳng cái tiêu đề ha, là những cái tiêu đề hôm nay là em chia sẻ với mọi người là thúc phân thúc nụ cho vạn thọ ha, bị trễ đến khi nào ngừng, và nụ như thế nào là vừa Tết và nụ như thế nào là bị trễ ha. Rồi mọi người xem ha, em quay xương qua ha. Đây là những cái cây của em. Thì đối với cái thời điểm hiện tại bây giờ, với cái thời tiết này nói chung là nó cũng hơi bất lợi ha, hơi bất lợi cho người trồng vạn thọ, cho mọi người trồng thọ và anh chị em nhà vườn ha. Thì đối với những cái nụ mà nó vừa Tết ha, em nói là vừa chơi Tết thôi ha, là em nói là vừa chung chung giữa người chơi và người bán, chứ không phải em nói là vừa theo người bán và vừa theo người chơi ha. Tại vì cái vấn đề cái nụ đó là về cái phần người bán là người ta làm kinh tế, còn mình chơi trong nhà thì nó là khác rồi ha, nó không có giống ha. Thì đối với người chơi trong nhà ha, em nói chơi trong nhà trước đi ha, là cái nụ nó tầm cỡ này, tức là trồng chơi ở nhà thôi ha, là nó vừa, là nói chung nó vừa là qua khỏi cái đài lá, cái đài lá của cái chèo của mình ha, là cái này là vừa, gọi là người mà là để mà chơi trong nhà cái này là vừa ha, hoặc là bự hơn hạt tiêu, bự hơn hạt tiêu là vừa hết ha. Nói chung là thời điểm này là nụ nó cũng đã lên hết trơn, mình đã thấy hết rồi ha, chứ còn mà bây giờ mà không thấy là thua nha, bây giờ không thấy thì em thua đó. Ví dụ như nó nhỏ cái này nè, nếu mà chơi ở nhà mình trồng, mình chơi ở nhà là vừa Tết. Còn đối với anh chị em nhà vườn thì anh chị em nhà vườn thì người ta làm bông á, người ta đi ra chợ, người ta bắt buộc cái bông nó phải sớm, bắt buộc nó phải bự, nó phải to. Tại vì khi ra chợ là lúc đó là cạnh tranh về kinh tế rồi, nó không còn gọi là chơi nữa ha. Thì lúc đó là những cái nụ đó là nó, bây giờ là nó phải là như thế này, nó phải lên cao như thế này ha, và nó phải to ha, cỡ ngón, là gần ngón tay út ha, gần ngón tay út rồi nha, hoặc là cỡ bằng ngón tay út, nó phải to lên nha. Rồi đó là cái cách mà để mọi người xem để biết cái nụ vạn thọ của mình nó đúng Tết hay là không ha. Rồi còn đối với cái phân thuốc, là đối với những cái loại thuốc mà loại phân và thuốc hôm gà em chia sẻ, thì đối với những cây nở trễ, nếu mà anh chị em xem giúp em là cái nụ nó như thế nào rồi nha. Nếu mà cái nụ nó cỡ như thế này, nó giống như cái nụ cỡ như thế này là vừa rồi ha. Nếu mà cái nụ hôm nay nó cỡ này là vừa, hoặc là bự hơn là vừa, thì mọi người tạm ngưng, mọi người ngưng giúp em, ngưng thằng Atonic giúp em nha. Tại vì cái thời gian này là ngưng hơn cắt thằng Atonic đi. Tại vì nếu mà mọi người phun Atonic thường xuyên ha, là cái cổ bông của mình nó sẽ bị cao. Cổ bông nó rất cao nha, nó rất cao, cho nên nó khi mà bông mình bự lên là nó làm cái cổ bông nó bị yếu. Gió, ví dụ như gió hay mình vận chuyển gì đó là nó sẽ dễ bị gãy bông, gãy cổ bông.
là đó là những phần mà em nói về cái nụ mà đúng ha, khi mà hổng gài người phun mà để thúc 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 cái bông của mình nha. Còn đối với những anh chị em nào mà cô chú anh chị nào mà cái nụ còn nhỏ còn yếu ha, còn yếu như cả hạt tiêu á, thì cứ phun 3 ngày một lần giúp em ha. Và áp dụng theo những cái clip mà em chia sẻ vừa qua, thì cách mà thúc nụ, mà ba cách thúc nụ mà cái bằng tối đa nhất cho nụ ha, là những cái clip vừa qua, cái clip hôm qua em up á, thì mọi người di việc là cắt nước, thì cũng giống như clip hôm qua thôi, là cắt nước và kết hợp phun qua lá là Atonix và cái phân 60-40 giúp em, để cho nó thúc đẩy cái quá trình sinh trưởng của cái nụ nhanh lên. Và cách thứ hai là lặt chèo nách, chèo ác nhánh ác ha, là cái chèo con á, nhánh ác. Hôm qua em lặt cũng một số rồi ha, hôm qua em lặt số rồi ha. Đó, thì những cái nụ nào mà nhỏ thì mọi người nên lặt, đó là những cái nụ mà nhỏ ha, chứ không kịp tết ha. Còn những cái nụ mà kịp tết thì mọi người chừa giúp em. Em ví dụ như cái nụ này là vừa tết ha, thì mọi người chừa giúp em hai cặp chèo tinh ngọn, tức là đây là một cặp nè ha, và dưới này là một cặp. Và tại sao em kêu mọi người, em chia sẻ mọi người là phải chừa chèo con lại giúp em? Tại vì cái thứ nhất á, mọi người chừa chèo con lại giúp em là cái thứ nhất là sau này khi mà cây vạn thọ nó lên ha, là nó sẽ có thêm được những cái bông 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 con như thế này nữa ha. Tại bây giờ nó cũng đã lên ha, hạt gạo tiêu rồi hết rồi ha, thì nó đã lên, mình sẽ có được thêm nhiều bông là cái thứ nhất. Nếu mình không muốn chơi bông cái thì mình ngắt mình bỏ, thì mình nuôi bông cái nó sẽ bự hết cỡ ha, nó sẽ tăng là tăng dinh dưỡng, nó dùng tập trung dinh dưỡng, nó dồn tổng lực vào cái bông cái, thì cái bông cái mình nó sẽ bự. Còn nếu mọi người để vậy thì cái bông cái nó không được bự hết cỡ ha, tức là dinh dưỡng nó không có tập trung vào bông cái nữa, mà nó sẽ chia dinh dưỡng ra những cái bông con này ha, thì nó sẽ làm cho cái bông cái mình nó nhỏ hơn một tí. Thì đó là cách. Còn đối với những mà cái cây mà những cái nụ mà sớm thì mọi người nên chừa hết nguyên dàn chèo con giúp em, không có nên lặt bỏ ha, nếu mọi người sợ bị nó sớm. Tại vì cái chèo con á, nó cũng là một phần là cái bằng hấp thụ dinh dưỡng, nó cũng nhiều lắm á, chứ không phải là ít nha. Tại vì mình khi tưới phân hay là mình phun thuốc thì nó đều ăn hết. Còn nếu mà mọi người lặt cái chèo này bỏ đi thì nó tổng lực nó dồn vào cái nụ cái của mình ha, thì nó cái bông nó sẽ bự hơn. Và phân thuốc thì em cũng đã lưu ý hồi nãy rồi ha, và em cũng xin nhắc lại, khi mà mọi người đã phun Atonix kết hợp với viên cơm cát hay gì đó như những clip hổng gài em chia sẻ, mà cái nụ nó đã vượt qua khỏi cái đài ngọn này nè ha, cái nụ nó vượt qua khỏi đài ngọn là cỡ này, hoặc là nó cỡ này đi, là bắt đầu mọi người ngưng ha, ngưng giúp em ha, ngưng thúc nó nữa nha. Là tại vì cái thời điểm này nó đã vừa rồi ha, không cần phải thúc, và mình nuôi lại bình thường nhưng mà vẫn cắt nước ha, vẫn cắt nước là cắt theo cái chế độ là mình cắt cho nó vừa gục lá thôi, chứ đừng có để nó bị xào quá ha, đừng có để giống như cái lá nó héo kiểu héo quéo luôn ha, là cái cây nó dễ bị mất sức lắm. Mình cắt vừa thôi, tức là mình cắt như không gà ngày nay trời ui ha, em cắt nguyên ngày luôn, nó không sao. Nhưng mà khi mà nắng gắt, mọi người nên để ý dắt trưa nắng ha, nắng gắt là cái cây mình nó dễ bị yếu lắm ha. Rồi thì cái clip hôm nay em cũng chia sẻ đến mọi người cũng chỉ có vậy thôi ha, và giảm cái hàm lượng Atonix khi cái nụ đã lớn. Tại vì Atonix nó làm cho cái cuốn bông mình nó vượt cao dữ lắm nha, nó rất dễ bị đổ gãy nha. Khi mà cái bông bự thì tới cái thời điểm đó thì mọi người nên giảm Atonix lại, cắt luôn có thể cũng được ha. Rồi em cũng xin tạm dừng clip tại đây ha, em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi em trong mấy ngày qua, em xin tạm biệt ha.